Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Vũ Thảo Nhi. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết được cái quá trình mà Nhi làm hồ sơ thì như thế nào, cũng như là cái tâm trạng hiện giờ của Nhi ra sao nhé. Chị xin chào Nhi. Dạ, em chào chị. Nhi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em là Vũ Thảo Nhi, em đến từ Long An, Tân An. Hiện tại là em đang học tiếng Anh ở Aero English. Dạ, em cũng đã từng học ở đại học qua sen nhưng mà bây giờ em nghỉ rồi. Thời gian rảnh thì em thường đi chơi với bạn bè. Chị không biết là bây giờ thì em nhận được visa rồi thì cái tâm trạng hiện giờ của em như thế nào? Dạ, vui, rất là phấn khích. Rồi, thì chị không biết là lý do vì sao lại quyết định chọn Mỹ làm điểm đến của mình ha? Tại vì em muốn có thêm nhiều kiến thức với lại kinh nghiệm để cho em làm việc cho công ty Sasco. Mỹ thì rất là thích hợp cho em để học về cái ngành quản trị kinh doanh. Và với cái bằng đại học của Mỹ thì khi trở về Việt Nam em có thể dễ dàng kiếm được một công việc tốt ở công ty. Chị không biết nói vậy qua Mỹ em sẽ học tiếp ngành quản trị kinh doanh hay sao em ha? Dạ, em học tiếp ngành quản trị kinh doanh. Nếu mà trường em học là trường nào? Em học về trường University of New Hampshire. Trường của em là có khoảng 150 năm kinh nghiệm về giảng dạy và là trường lớn nhất ở bang New Hampshire. Và trường của em thì cũng nằm trong top 10 trường kinh doanh đào tạo chuyên ngành thành công nhất và nằm trong top 100 trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Và trường của em thì cũng là một trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ. Trường của em thì nằm ở New Hampshire State, là một trong 3 bang an toàn nhất nước Mỹ. Và cái kinh tế của bang này thì cũng rất là phát triển. Có số thu nhập bình quân trên hộ gia đình đứng thứ 7 trên nước Mỹ. Và trường này thì ở cái bang này thì không có nhiều người Việt Nam sinh sống. Vậy cái lộ trình mà em qua đó học thì sẽ như thế nào em ha? Em sẽ học tiếng Anh 1 năm và sẽ học bắt đầu cái chương trình học của em 4 năm. Sau 5 năm thì em sẽ quay về Việt Nam và xin vào công ty Sasco. Nếu vậy chị không biết là cái cảm nhận của em làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Khi mà bạn bè giới thiệu cho em đến em gặp trực tiếp chị Thảo thì chị Thảo có hướng dẫn cho em cách làm hồ sơ, chuẩn bị về các mặt tài chính, học bạ. Và chị Thảo đã điền lấy các I-20 cho em và chị Thảo hẹn ngày phỏng vấn cho em. Chị Thảo rất là nhiệt tình, lâu lâu mà em có thắc mắc cái gì thì em điện thoại cho chị Thảo thì chị Thảo sẽ hướng dẫn cho em. Và khi lên học thì chị Thảo sai chỗ nào thì chị Thảo sẽ sửa chỗ đó cho em. Khi em học với chị Thảo thì chị Thảo giúp em điền hồ sơ DS-160, lấy cho em cái I-20 của trường và hẹn lịch phỏng vấn cho em. Rồi em học với anh Khôi thì anh Khôi hướng dẫn tận tình em những cái câu hỏi mà về khi trong khi phỏng vấn, cách trả lời ra sao và hướng dẫn em cái cách tự tin. Và khi buổi cuối cùng thì khi học với anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh bút cái tinh thần cho em để em tự tin đi phỏng vấn. Khi có visa rồi thì em sẽ giới thiệu về Tân Đại Dương cho bạn bè của em, tại vì ở đây dịch vụ rất là tốt, các nhân viên, các chị rất là nhiệt tình. Rồi chị không biết là bây giờ thì em có một cái lời khuyên nào dành cho tất cả các bạn mà chuẩn bị đi phỏng vấn visa du học Mỹ không em ha? Em nghĩ tự tin với lại mình chủ động mình tìm hiểu những cái câu hỏi và nhờ qua các chị nếu có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi. Rồi tới đó thì mình chỉ cần tự tin mình trả lời những câu hỏi mình đã được chuẩn bị sẵn thì sẽ ok. Rồi chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những thông tin mà Thảo Nhi đã cung cấp ha. Chị hy vọng là sau 5 năm em học ở Mỹ có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.